Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mô Linh Kiện. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bộ sản phẩm mới về là 3 sản phẩm là 3 mô đun delay thời gian, hay còn có tên gọi khác là bộ định thì, bộ timer. Trên đây có 3 loại, đó là delay thời gian loại 10 giây, 30 giây và 60 giây. Loại module delay thời gian loại 10 giây do hãng CKC sản xuất. Như bạn thấy, trên đây chính là sản phẩm. Các bạn thấy trên đây là thang đo, đo từ 0 đến 10 giây, cài đặt từ 0 đến 10 giây. Loại này có 8 chân tròn. Tiếp theo đó là bộ timer loại 30 giây do hãng Hitachi sản xuất. Các bạn thấy trên đây thang đo là 30 giây, và loại này cũng có 8 chân tròn. Và loại cuối cùng là timer 60 giây, thang đo là 60, mắc là 60 và cũng có 8 chân tròn. Như các bạn thấy, về kích thước của 3 loại này giống hệt nhau, và khối lượng của chúng cũng bằng nhau, số chân cũng là 8 chân. Chỉ có khác nhau là ở thang đo thời gian loại 10 giây, 30 giây và 60 giây. Và hãng sản xuất thì có loại 10 giây và do hãng CKC, còn lại là do hãng Hitachi sản xuất. Về thông số kỹ thuật, điện áp của 3 loại này đều sử dụng điện áp 220V xoay chiều dòng 5A, tần số từ 50 đến 60Hz, nhiệt độ hoạt động từ âm 22 độ đến 55 độ C. Về ứng dụng của các loại delay thời gian này thì chúng được ứng dụng rất là rộng rãi trong hệ thống điều khiển tự động, hoặc là trong các thiết bị tạo trễ để đóng mở, ví dụ như đóng mở cửa, đóng mở hệ thống trong các khu công nghiệp, vân vân, và đóng mở theo chu kỳ thời gian, hẹn giờ kích xung cho các thiết bị khác, tùy vào mục đích thời gian, mục đích sử dụng và độ tạo trễ thời gian mà chúng ta sử dụng một trong 3 loại này một cách linh hoạt. Nếu cần yêu cầu thời gian ngắn thì chúng ta có thể lựa chọn loại 10 giây, lâu hơn thì có thể 30 hoặc 60 giây, tùy vào mục đích của các bạn. Như vậy là mình đã giới thiệu xong sản phẩm mới về của cửa hàng mình là module delay thời gian. Sản phẩm hiện đang được bán tại website mualinhkien.vn. Các bạn có thể đến cửa hàng mua trực tiếp hoặc đặt hàng online trên website mualinhkien.vn. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.